Ngọc Vi xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Năm, ngày 7 tháng 12 năm 2017, đến với chương trình Bản tin Hòa Thịnh Đốn gồm có phần 1 là tin quan trọng trong ngày bao gồm những chi tiết liên quan đến Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Thượng nghị sĩ Minnesota Al Franken tuyên bố từ chức. Con trai của Tổng thống Trump đưa ra điều trần trước Quốc hội về liên hệ với Nga. Và biểu tình tại trụ sở Quốc hội ủng hộ người di dân. Trong phần 2, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi bài nhận định và phân tích của ông Nguyễn Vĩnh Long Hồ về Thủ tướng Shinzo Abe, hồi sinh học thuyết, Tân Đại Đông Á và Liên minh Kim Cương. Để mở đầu chương trình, Ngọc Vi kính mời quý vị theo dõi tin quan trọng trong ngày. Ngày 7 tháng 12, một ngày sau khi Tổng thống Donald Trump chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, Thủ tướng Israel Benjamin đã ca ngợi tuyên bố của Tổng thống Donald Trump là một cột mốc lịch sử và thúc giục các nước khác hành động tương tự. Nhiều người dân Israel cũng đã xuống đường ăn mừng niềm vui này. Một người dân Israel đã chia sẻ, "Chúng tôi tự hào về Tổng thống Donald Trump, chúng tôi hoan nghênh quyết định của ông ấy. Đây là một thông điệp rất rõ ràng đối với thế giới rằng Mỹ và Tổng thống Donald Trump đã thừa nhận mối quan hệ lịch sử giữa người Do Thái và Israel với thủ đô của họ trong 3.000 năm qua, thành phố Jerusalem. Tôi nghĩ rằng hành động này sẽ tiếp tục mang lại hòa bình bởi vì các nước láng giềng của chúng tôi sẽ phải nhận ra rằng trong bất kỳ trường hợp nào, Jerusalem là thủ đô của người Do Thái. Tuy nhiên, theo nguồn tin ngoại giao, chính phủ Mỹ vừa mới yêu cầu Israel kiềm chế trong các phản ứng chính thức đối với việc Mỹ công nhận Jerusalem là thủ đô của nước này, nhằm tránh các tác động tiêu cực đến từ khu vực Trung Đông, cũng như nhiều nơi trên thế giới với quyết sách mới nhất của Tòa Bạch Ốc. Hàng trăm người biểu tình phản đối phán quyết của Tổng thống Donald Trump tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Hàng trăm người dân bản xứ đã cùng nhau quy tụ về trước khuôn viên Tòa Đại sứ Hoa Kỳ tại thủ đô Ankara và thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày thứ Tư, 6 tháng 12, để biểu tình phản đối. Sau khi giới lãnh đạo Washington chính thức tuyên bố vùng thánh địa Jerusalem là thủ đô của Israel. Cả hai cuộc biểu tình nêu trên đều đã diễn ra trong bầu không khí ôn hòa phi bạo lực, mặc dù có một số người đã đốt những tờ giấy có in hình quốc kỳ của Israel cũng như có dòng chữ trả tự do cho Palestine trên đường của Tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Istanbul. Trong khi phía Israel xem điều này là một bước ngoặt mới trong quan hệ giữa họ và Hoa Kỳ, thì các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ lại bày tỏ sự phản đối và cho rằng đây là một hành động thiếu trách nhiệm có thể làm tổn hại đến nền hòa bình Trung Đông. Người tị nạn Palestine tại Lebanon xuống đường biểu tình sau khi Hoa Kỳ công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái. Hàng chục người, hầu hết là những người bị nạn gốc Palestine vốn có chủ trương ủng hộ phong trào Hồi giáo Palestinian Islamic Jihad, đã vừa cùng nhau xuống đường biểu tình tại thành phố Sidon thuộc mảng Nam Lebanon vào chiều thứ Tư, 6 tháng 12, để phản đối lời tuyên bố công nhận Jerusalem là thủ đô của Do Thái mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump vừa mới đưa ra. Tổng thống Lebanon Michel Aoun vào cùng ngày cho biết, quyết định nêu trên của giới lãnh đạo Washington sẽ đe dọa tới vai trò trung gian hòa giải mà Hoa Kỳ đang nắm giữ trong cuộc hòa đàm Trung Đông giữa Israel và Palestine. Điều này đồng thời sẽ gây ra tình trạng bất ổn trong khu vực, trong bối cảnh cả Israel và Palestine đều muốn tuyên bố chủ quyền tại Jerusalem. Thủ tướng Lebanon Saad Hariri trước đó đã cam kết ông sẽ luôn sát cánh cùng người Palestine. Hiện tại, chính phủ Palestine đang muốn dùng Jerusalem là thủ đô của họ và cộng đồng quốc tế cũng không chịu công nhận vùng thánh địa này thuộc quyền sở hữu của Israel. Franken tuyên bố từ chức thượng nghị sĩ. Thượng nghị sĩ Minnesota Al Franken tuyên bố sẽ từ chức trong vài tuần tới sau khi bị cáo buộc liên tục là có hành vi lạm dụng tình dục và hơn thế nữa, ông không được sự ủng hộ từ các đồng nghiệp của đảng Dân Chủ. Từ một ngôi sao sáng, sự nghiệp chính trị của ông Franken nhanh chóng bị sụp đổ. Sáng nay, ông Franken nói trong nghị viện,
tôi có thể từ chức, nhưng tôi không ngừng lên tiếng. Hôm thứ Tư, một người phụ nữ đã nói rằng ông Franken đã cố tình hôn cô vào năm 2006. Một lời tố cáo mà ông đã từ chối là không bao giờ có chuyện đó. Một người phụ nữ khác nói Franken đã sờ mó một cách khiếm nhã vào eo của cô trong khi chụp hình cùng cô trong năm 2009. Franken tuyên bố hôm thứ Năm rằng, tôi biết tự trong tim tôi không làm gì sai với tư cách là thượng nghị sĩ. Không có gì đã làm mất uy tín của Thượng viện. Franken là người mới đây rơi vào làn sóng cáo. Ngày càng có thêm nhiều thượng nghị sĩ yêu cầu ông Franken từ chức. Đại đa số các thượng nghị sĩ thuộc đảng Dân Chủ trong Quốc hội Hoa Kỳ đang yêu cầu thượng nghị sĩ Al Franken, đại diện cho tiểu bang Minnesota, nên từ chức sau khi nhiều người tố cáo đã quấy rối họ về tình dục. Ông Al Franken nguyên là một diễn viên hài trước khi trở thành dân biểu, đã bị Ủy ban Kiểm tra Đạo đức của Thượng nghị viện mở cuộc điều tra từ tháng 11 sau khi ông bị bà Leanne Tweeden, là một người điều khiển chương trình truyền thanh tố cáo, đã bị ông Franken sờ mó và quấy rối sau khi đi trình diễn vào năm 2006. Ông Franken đã xin lỗi về việc mình đã làm với bà Tweeden, nhưng tiếp đó lại có thêm nhiều phụ nữ khác đứng ra tố cáo thêm. Vụ tố cáo tai hại nhất đã được hãng tin Politico đưa ra, cho biết 2 năm trước khi đắc cử làm thượng nghị sĩ, ông Franken đã từng cưỡng ép hơn một nữ phụ tá trong ban vận động tranh cử của ông. Ông Franken đã phủ nhận lời tố cáo của người phụ tá này, nhưng các thượng nghị sĩ đồng đảng không chấp nhận mà đòi ông từ chức. Theo dự đoán của ông Franken, có thể sẽ công bố từ chức trong nay mai. Lúc đó, thống đốc tiểu bang Minnesota sẽ cử người tạm thay thế cho tới khi bầu người mới. Con trai của Tổng thống Trump ra điều trần trước Quốc hội về liên hệ với Nga. Ngày 6 tháng 12, con trai lớn của Tổng thống Donald Trump là ông Donald Trump Jr. đã ra điều trần một lần nữa trước Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện Hoa Kỳ để trả lời các câu hỏi về việc Nga cố tình can thiệp làm ảnh hưởng kết quả của cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 và về quan hệ của ban vận động tranh cử của ông Trump với Nga. Tin tức cho biết, con trai của ông Trump đã tới nơi điều trần vào lúc 10 giờ sáng và phiên họp kéo dài trong nhiều tiếng đồng hồ. Tuy nhiên, phiên họp lại diễn ra trong vòng bảo mật, không cho báo giới tham dự, nên không ai nhìn thấy bóng dáng con trai của ông Tổng thống, cho dù các quan chức xác nhận ông đã tới đúng hẹn. Ủy ban Tình báo Hạ nghị viện là một trong ba ủy ban cùng một lúc được giao chức trách là điều tra các mối quan hệ của Nga đối với cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ. Chuyên viên điều tra đặc biệt của Bộ Tư pháp là ông Robert Mueller cũng đang dẫn đầu một cuộc điều tra về vấn đề này. Tới nay, đã truy tố một số phụ tá của Tổng thống Trump, trong đó có cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn vừa nhận tội đã khai gian với Cục Điều tra Liên bang. Biểu tình tại trụ sở Quốc hội ủng hộ người di dân. Ngày 6 tháng 12, hàng ngàn người đã tham gia cuộc biểu tình có tên gọi là Bảo vệ các gia đình di dân chúng tôi ở ngay trước trụ sở Quốc hội tại thủ đô Washington DC để tỏ thái độ trước các chính sách mới dành cho người di dân mà chính quyền Tổng thống Donald Trump khởi xướng. Khoảng 200 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt vì ngồi trên các bậc thềm của trụ sở Quốc hội mà không xin đúng giấy phép thủ tục. Hồi tháng 9 vừa rồi, Tổng thống Trump đã quyết định chấm dứt chương trình DACA cho phép những người tới Hoa Kỳ bất hợp pháp khi còn nhỏ tuổi được lưu trú có thời hạn. Tổng thống yêu cầu Quốc hội trong 6 tháng phải tìm biện pháp giải quyết cho tương lai của khoảng 800.000 người thuộc diện DACA, có nghĩa là số phận của họ trong năm mới bấp bênh chưa rõ ràng. Tổng thống đã đặt thời hạn chấm dứt chương trình TPS đang bảo đảm cho khoảng 300.000 người từ một số nước được lưu lại Hoa Kỳ có thời hạn vì quê nhà của họ đang gặp hoàn cảnh khó khăn khiến họ không thể quay về. Các nhà đấu tranh xã hội cho biết sẽ không bỏ rơi những người di dân đang lâm vào cảnh nguy hiểm vì có thay đổi trong chính sách của chính quyền. Kính thưa quý vị, chương trình đến đây xin được tạm ngưng trong giây lát. Kính mời quý vị trở lại với phần 2 sau phần thông báo và quảng cáo.